Duy rồi. Đi nữa rồi. Ngày nào cũng vô xíu đi, vô xíu đi. Đi xong rồi tha đồ về để nguyên thao nguyên thùng hay sao á? Đi tha đồ về để nguyên một thao nguyên thùng. Nghi lắm nghe. Chắc luôn. Kiểu này là chắc luôn. Vui gì vậy? Vui gì? Có thai. Với ai ba? Người lạ. Người lạ ơi, cho em mượn một cái thai. Đâu đó, đâu đó. Cái bài đó là viết cho bà đó hả? Hèn chi hổm gà nha, tôi thấy rõ ràng nha, tôi để ý nha. Lén, dấu gì bụng á, rồi xong đi rón rén đi vô nha. Gì? Cái gì mà rón rén vậy? Sao? Gì người la? Ghê vậy, ai? Có thai. Ai? Đi vô đây. Lại đây, nó nghe coi vụ gì. Có thai hả? Đúng không? Đúng không? Nhưng mà vấn đề là ai mà rón rén? Rơm. Người lạ. Người lạ ơi, cho em mượn một cái thai. Trời ơi, có. Ghê lắm. Có luôn kìa. Có luôn hả? Trời ơi. Thấy gì? Chưa, mày thấy tao nói không? Cái gì? Có luôn mà. Vụ gì mà chỉ điểm tôi vậy? Có thai, người lạ ơi, cho em mượn một cái thai đi. Bị điên hả? Bà đó. Bị điên quá, rồi. Làm gì có. Rồi, chứ ai nữa? Khoan, ai đồn vụ này? Thì cho quán ba người, ba mặt một lời, tôi anh không Hà, nói đúng không? Ê, đi ra đây. Anh đi ra đây. Bằng chứng nào anh thấy, hả? Đây, bằng chứng đây. Gì? Đi xin sữa cho con uống. Bị điên hả? Nè, nhìn đi. Cái nước nào mà nó lỏng lẻo vậy hả? Ê, nó không có mùi gì hết luôn á. Nghĩ sao nó đe sữa vậy? Không phải sữa, này là nước vô gạo. Ừ, anh... Mà nước vô gạo là đúng rồi. Thì sao? Tôi thấy mấy người mà phụ nữ mà thiếu có sữa. Thiếu sữa là uống nước vô gạo. Đúng rồi. Trời ơi, em bé mà có uống là ta uống nước cơm, hiểu không? Chứ không có ai mà đi uống nước vô gạo hết á. Mấy hôm nay làm gì? Đi đâu mà cứ rón rén rồi cứ vô quán để tôi quán một mình. Nè. Nói nè. Thì đó, nói rồi đi lấy nước vô gạo về nhà để có sữa cho con. Thôi, ngưng liền. Lấy nước vô gạo biết là gì không? Chứ làm gì? Nước vô gạo có nhiều công dụng lắm. Thứ nhất nè, trong quán của mình nè, có dơ hay là bụi bẩn gì á, mình dùng nước vô gạo mình lau nó rất là sạch sẽ. Thêm một cái nữa, thành phần của nó hoàn toàn là thiên nhiên, nó không có quá chất mà đỡ tốn tiền nữa. Rồi thêm cái nữa, mã này không chỉ có sử dụng cho quán không nha, sử dụng cho da mặt. Xạo. Gì? Nó mà tốt như vậy á, tại sao người ta do xong người ta đổ đi? Đúng rồi. Trời ơi, thì tại vì những cái người đó ta không biết những cái công dụng của nước do gạo. Còn bây giờ tôi biết, tôi mới đi xin nè. Bà xạo nữa. Trời, nói đúng rồi đó. Từ. Tới nữa. Trời ơi. Chị. Em tức ghê á. Em nói công dụng nước do gạo này tốt nè, mà hai người đó không ai tin hết trơn. Chị đứng ngoài đó chị nghe chị cũng tức mà. Đây, nhờ cái nước do gạo này không? Chị nói hả, ngày nào chị cũng xài nước do gạo. Đó, nè thấy gì chị không? Thấy gì không? Trời, em nói thiệt nha, ở cái tuổi của chị nha, mà làn da như vậy là đỉnh của chóp. Đúng. Thiệt. Ủa chị. Gì? Nhưng mà em thắc mắc hoài, cái nước vô gạo nó tốt vậy, tại sao hồi đó giờ người ta không xài? Tại vì hồi đó giờ người ta không biết. Đúng rồi, bây giờ biết. Thì bây giờ á, chia nhau ra đi, ví dụ như 2, 4, 6 á, tôi canh quán á, thì ông đi xin nước cho gạo. 3, 5, 7 á, ông canh quán, tôi đi xin nước do gạo. Nhưng mà nói gì nói nha, tôi xin nước cho gạo về á, là ông phải chịu khó lấy nước cho gạo là hả, lau chùi cái quán đó, nghe chưa? Ừ. Chị xin chào quý vị khán giả của bộ phim sitcom Cà phê tử tế. Và trong tập này thì về nước do gạo. Nước do gạo có tính acid nè, nhẹ và cái tính mài mòn. Chính vì vậy mà khi chúng ta dùng nước do gạo để mà tẩy rửa các vết bẩn đơn giản trong gia đình của chúng ta cũng rất là